Trong suốt những cái ngày vừa qua thì ở trên mạng nhiều cái comment, nhiều cái clip về cái vấn đề là tại sao mà lại không số tiền ấy không đi ủng hộ ở những trẻ em vùng cao, những trẻ em áo ấm không đủ mặc, miếng ăn là không đủ no, mà lại đi ủng hộ vào cái sự việc của cái gia đình ở Phú Thọ về vấn đề tranh chấp đất đai nhà cửa mấy các thứ. Thì mình cũng chỉ nói với mọi người là như này, ai cũng có 24 tiếng, và đồng tiền mỗi người kiếm ra đều có mồ hôi nước mắt, sự đánh đổi thời gian rồi rất là nhiều thứ ở trong để có được cái đồng tiền đấy. Không ai có là người có 25 tiếng cả. Thì cái việc ủng hộ hay cái việc quyên góp hay cái việc cho ai ấy, đấy là quyền của người ta, tiền của người ta mà, chứ tiền mình đâu. Khi nào mà cái sự việc mà nó là cái vấn đề hô hào quyên góp tiền của cộng đồng thì có thể là mình lên tiếng thì nó còn có cái hiệu lực, chứ tiền người ta là ai người ta nghe mình, tiền người ta đồng tiền người ta mồ hôi công sức người ta bỏ ra ai người ta nghe mình. Thì có những cái sự việc mà ở trên mạng xã hội ấy, có những người người ta xem người ta bị xúc động, người ta bị động lòng trắc ẩn luôn, hoặc là người ta không còn cha mẹ nữa nhưng người ta xem người ta bị kiểu như là người ta bị cuốn theo, là người ta giúp đỡ bằng thật tâm người ta luôn, bằng tiền, bằng thật tâm luôn, bằng tấm lòng luôn. Thì cũng có những cái người mà người ta giúp đỡ là để họ mục đích là họ để làm một cái truyền thông, họ đánh bóng tên tuổi bởi vì sự việc nó hot. Bạn hiểu không? Sự việc nó hot để đánh bóng tên tuổi bằng truyền thông, nhưng mà người ta lại dám bỏ tiền ra để người ta làm truyền thông. Cũng khó đấy. Không phải là cái thời buổi này tiền nó khan như này, không phải ai người ta cũng dám bỏ tiền ra để làm những cái việc đây, làm truyền thông đâu. Khó đấy, chứ không đơn giản đâu. Thế cho nên là miễn là sao cứ giúp người, không hô hào quyên góp. Đối với tôi là thế, cứ không hô hào quyên góp, bỏ tiền túi ra, cứ giúp người, làm việc tốt bằng tiền hôi nước mắt, bằng tiền bỏ thời gian, bỏ sự đánh đổi ra để kiếm được đồng tiền, thì tôi đều tôn trọng, tôi đều trân trọng những cái người đó. Chứ mình, tôi nói thật với mọi người là mình không có quyền gì để mà bảo mọi người bảo là tại sao mình không làm cái việc lọ việc kia rồi đi cầm cái tiền đi giúp đỡ người lọ kia. Cái đấy đều những cái người nói như thế đều là hoàn toàn là vô nghĩa hết. Những cái lời nói của mọi người là thừa. Tiền người ta bỏ ra là người ta, đồng tiền nó có mắt, không chạy đâu được, mọi người hiểu không? Người ta đều có biết cách suy nghĩ, đều biết cách tính toán để sử dụng cái đồng tiền làm sao cho nó hợp lý. Chứ mình không thể nào mà bảo tiền trong túi người ta là như tiền của mình, là mình theo ý mình làm được. Thế mọi người muốn theo ý của mọi người làm thì mọi người tự bỏ tiền của mọi người ra thôi. Thì mọi người thích làm gì mọi người làm, thì theo ý của mọi người hết. Chứ làm sao mà mọi người có thể là lên bảo cái đồng tiền trong túi người ta là phải làm theo ý mọi người, là không có chuyện đấy. Còn về cái vấn đề ủng hộ của trẻ em vùng cao về thực phẩm rồi là đến quần áo, thì những cái công tác đấy thì đã có rất là nhiều cái ban ngành đoàn thể, rất là nhiều cái doanh nghiệp và họ đã làm hàng bao nhiêu năm nay rồi. Mọi người không? Người ta đã làm hàng bao nhiêu năm nay rồi, chứ không phải là không làm. Nhưng mà mọi người muốn làm cái việc đấy thì mọi người tự làm sao lập thêm một cái thành một cái tem, một cái hội nhóm, một cái group, một cái cộng đồng để mọi người đi làm cái việc đấy. Chứ mọi người không thể là dùng những lời lẽ xúc phạm, chửi bới rồi bắt người ta phải bỏ tiền túi của người ta ra làm theo ý của mọi người được. Cái đấy là hoàn toàn là vô lý. Và những cái người mà cứ hay comment những cái việc như thế thì thường thường mọi người chỉ gõ phím thôi, chứ chưa có làm được cái việc gì cho công tác ngoài xã hội cả. Toàn ngồi gõ phím là giỏi thôi, chứ chưa chắc đã bỏ ra 100-200 nghìn để làm những cái việc đấy, công tác ngoài xã hội. Thế cho nên là tiền của họ, họ làm gì đấy là quyền họ, miễn là họ không hô hào xã hội đưa tiền vào để chuộc lợi cho bản thân và để làm những cái việc mà sai trái là ok nha mọi người nhá.